Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vì sao Việt Nam đi hàng hai trong vụ Venezuela? Trong số các đối tác chính trị được xem là gần gũi nhất với quan điểm xã hội chủ nghĩa và thân thiện nhất về giao thương kinh tế với chính thể độc đảng ở Việt Nam, Venezuela và Tổng thống Maduro là trường hợp mà Nguyễn Phú Trọng và những đồng sự của ông ta trong Bộ Chính trị Đảng từng không ít lần dùng từ đồng chí để giao tiếp. Và nếu xem xét mối quan hệ Việt Nam-Venezuela từ một phương châm của cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Cuba và Việt Nam luân phiên thức canh giữ hòa bình cho thế giới, cùng hệ quy chiếu của mối liên hệ gần như môi răng giữa Cuba và Venezuela, bất kỳ sự đe dọa đáng kể nào với sinh mạng chính trị của đồng chí Maduro đều phải khiến giới chính phủ Việt Nam thật sự lo lắng và bày tỏ phản ứng, nếu không muốn nói là phải có những hành động mạnh mẽ đối với mối đe dọa đó. Thế nhưng vào mùa xuân năm 2019, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng lại chỉ Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi và mong muốn Venezuela hòa bình, ổn định. Với cánh tay không dang ra phía trước, cùng cách phát ngôn đọc bài đều đều và buồn ngủ trước số phận có thể chỉ còn tính bằng ngày của Maduro. Thông thường, những tuyên bố hay bày tỏ quan điểm quan trọng như trên thậm chí không được quyết định bởi Bộ trưởng Ngoại giao mà phải được thông qua và chấp thuận bởi Thường trực Ban Bí thư và trên nữa là Tổng Bí thư. Phải chăng những chóp bu cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam vào thời điểm này là Nguyễn Phú Trọng và Trần Quốc Vượng không thật sự cảm nhận được mối đe dọa rất hữu hình với Maduro? Về nguy cơ, cứ với đà này thì kịch bản mùa xuân Ả Rập rất có thể sẽ xảy ra ở một đất nước đã hội tụ hầu hết các yếu tố khủng hoảng khiến nó phải xảy ra. Về sự ra đi gần như tất yếu của một chủ nghĩa xã hội đã thực sự tan vỡ ở Venezuela và kéo theo sự mất mát một đồng minh chiến lược của Việt Nam ở phía Tây Bán Cầu. Hay cái thế giới cộng sản thu nhỏ và chỉ còn trên danh nghĩa ở Việt Nam giờ đây đã càng thu mình lại trước một biến động thời cuộc thế giới có thể sẽ rất ghê gớm và thậm chí sẽ tác động trực tiếp đến đời sống chính trị, xã hội lẫn thế tồn vong của một đảng chính trị cộng sản chưa bao giờ chấp nhận một khung luật nào quản lý nó ở Việt Nam. Cuộc khủng hoảng chính trị Venezuela vào mùa xuân năm 2019 hiển nhiên đang tung ra một bài toán vừa học búa về thái độ đối nhân xử thế với một người bạn ít ỏi còn lại, nhưng cũng vừa bộc lộ cái thế thái nhân tình muôn thuở của giới con buôn. Hồn ai nấy giữ, thần ai nấy lo. Phát ngôn hoặc tuyên bố không thể chung chung và nước đôi hơn thế của Bộ Ngoại giao Việt Nam về vấn đề Venezuela xảy ra trong tình hình ngày 24 tháng 1 năm 2019, ngay sau khi Chủ tịch Quốc hội Venezuela Juan Guaido tuyên bố trở thành Tổng thống lâm thời Venezuela. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức lên tiếng công nhận ông Guaido và kêu gọi các nước khác làm theo. Ngay sau đó, hàng loạt các quốc gia khác bao gồm như Canada, Brazil, Colombia, Chile, Peru, Ecuador, Argentina, Paraguay, Costa Rica cũng tuyên bố ủng hộ ông Guaido làm Tổng thống lâm thời Venezuela. Ít giờ đồng hồ sau, chính phủ Đức đã trở thành quốc gia tiên phong ở châu Âu ủng hộ lãnh đạo đối lập ở Venezuela. Nghĩa là gần như cả khối Mỹ Latin và sẽ là một phần lớn, nếu không nói là toàn bộ khối Liên minh châu Âu đang và sẽ ủng hộ kịch bản loại trừ Maduro ngay trong năm 2019 này với những hành động can thiệp của quốc tế vào các nước Bắc Phi như Tunisia, Ai Cập, Libya vào mùa xuân năm 2011. Trong đó không loại trừ kịch bản can thiệp quân sự. Về phía đối trọng của khối trên, chỉ có một số ít ỏi những quốc gia mà không khó dự đoán, đó là Cuba, Trung Quốc, Nga và cả Mexico. Trung Quốc đã đầu tư đến 60 tỷ đô la vào Venezuela và nếu muốn Maduro biến mất, đó
không chỉ là một mất mát đồng minh chính trị của Bắc Kinh mà còn là một thảm họa cho vốn đầu tư trong bối cảnh Trung Quốc đang lao nhanh vào chu kỳ suy thoái kinh tế, chính trị ắt phải xảy ra đối với chế độ và quốc gia này. Đó là nguồn cơn dễ hiểu vì sao Trung Quốc là chính thể mạnh miệng nhất trong tuyên bố phản đối can thiệp quân sự vào Venezuela. Trong khi đó, Nga cũng nói theo cách này nhưng không mạnh mẽ bằng. Hẳn nhiên, hoạt động đầu tư của Nga ở đất nước thời mồ mả Hugo Chavez, tiền bối của Maduro, không sầm uất như Trung Quốc hiện nay. Trong bối cảnh tương quan khá chênh lệch giữa hai lực lượng phản đối và ủng hộ Maduro trên, điểm nhấn lớn nhất trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam, nếu có thể gọi là một tuyên bố, là đã chẳng có bất kỳ từ ngữ hay câu cú nào về phản đối can thiệp quân sự, một tinh thần mà lẽ ra chính Đảng Cộng sản Việt Nam phải nhanh nhạy chia sẻ hoàn cảnh, mành chỉ treo chuông với những người đồng chí thân thiết của mình trên bên kia bán cầu. Không bằng Trung Quốc nhưng Việt Nam cũng đã đầu tư vài tỷ đô la vào Venezuela. Nhưng khác hẳn với những món đầu tư lời lãi khá lớn của Trung Quốc, toàn bộ số vốn đầu tư của Việt Nam thông qua tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN thời Đinh La Thăng là chủ tịch hội đồng thành viên đã từ lỗ đến lỗ. Vào tháng 12 năm 2017, khi ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng bị Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo siết còng vào hai cổ tay, con số lỗ hoặc thực chất đã biến mất của PVN tại Venezuela được cho là hàng tỷ đô la. Còn giờ đây nghe nói Thăng đã có hẳn một ngôi nhà khang trang trong nhà tù, trong khi số tiền đầu tư sang Venezuela đã một đi không trở lại, chẳng còn lý do xác đáng nào để Đảng Cộng sản Việt Nam đòi Venezuela phải bồi hoàn món lỗ thê thảm đó. Nhất là vào lúc này ngân hàng của Maduro không còn dính một đồng ngoại tệ nào trong két. Nhưng vào lần này, cách tuyên bố nước đôi hoặc đi hàng hai của Bộ Ngoại giao Việt Nam về cuộc khủng hoảng chính trị Venezuela không còn giống như cách đu dây của Việt Nam giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến Biển Đông hay những va chạm quốc tế khác. Phản ứng quá sức Trung Trung và như thể nói cho nó lành của Bộ Ngoại giao Việt Nam gần như là một biểu hiện của tâm thế bối rối. Hơn thế nữa là hoang mang cao độ của Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị của Đảng của ông ta. Về thực chất, từ lâu PVN đã không còn gì để khai thác hay kiếm lời ở Venezuela, mà thay vào đó là hoạt động đầu tư khai thác dầu ở Nga. Bối cảnh xảy ra khủng hoảng Venezuela lại trùng với một thời điểm mà Bộ Chính trị Việt Nam phải có được một quyết định đủ lớn và đủ dũng khí chọn Trung Quốc hay chọn Mỹ. Đây mới là bài toán thiết thân nhất cho sự tồn vong, có lẽ là chỉ còn tính bằng năm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái đường lưỡi bò chết tiệt của Trung Quốc vừa được vẽ lại năm 2018 đã liếm qua toàn bộ mỏ dầu khí đang khai thác và sẽ khai thác của Việt Nam ở Biển Đông, bao gồm mỏ Cá Rồng Đỏ liên doanh với Repsol Mobil, xin lỗi các bạn, Repsol của Tây Ban Nha, mỏ Lan Đỏ liên doanh với Rosneft của Nga và mỏ cá voi xanh liên doanh với ExxonMobil của Mỹ. Bỏ qua người đồng chí dầu mỏ đã từng một thời thân thiết là Venezuela, lợi ích sống còn trước mắt của chính thể độc đảng, độc trị ở Việt Nam là những mỏ dầu mà Bắc Kinh như một kẻ cướp hung hãn nhảy sổ vào nhà và đòi chia bôi với chủ nhà lên đến 60% tài sản của cái nhà đó. Không còn cách nào khác, từ năm 2014 đến nay, Việt Nam đã tìm cách dựa vào Mỹ. Sự hiện diện lộ thiên của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson ở Đà Nẵng vào mùa xuân năm 2018 là một cách một bằng chứng về thái độ can đảm bám Mỹ của Cộng sản Việt Nam. Cũng như cái cách mà từ năm 2016 đến nay Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ tuyên bố tàu Mỹ đi qua vô hại và Việt Nam tôn trọng tự do hàng hải ở Biển Đông. Còn việc Mỹ có làm chủ sĩ cho công cuộc can thiệp quốc tế vào Venezuela, kể cả can thiệp quân sự, chỉ là chuyện người ta mà không phải chuyện của mình. Chưa kể đến bức tranh tươi hồng của quá nhiều quan chức Việt có tài sản và người thân ở xứ cờ hoa. Cuộc chính biến chấn động Venezuela dẫn đến cuộc khủng hoảng ngoại giao tức thì giữa các ông lớn,
cũng đang mang lại ảnh hưởng đến dư luận Việt Nam. Người Việt theo dõi sự kiện chính trị xảy ra ở một nước cách xa hơn 17.000 km với cái nhìn liên tưởng rất gần. Chừng nào đến lượt Việt Nam, thậm chí có người viết hôm nay, Việt Nam ngày mai. Tâm trạng này đủ để cho thấy người Việt khát khao thay đổi như thế nào. Viễn cảnh bùng nổ cách mạng nhân dân ở Việt Nam sẽ xảy ra nếu những thực tế sau đây được xóa bỏ. Cuộc xuống đường rầm rộ phản đối chính phủ độc tài Nicolas Maduro hạ tuần tháng 1 năm 2019 không phải là phản ứng tức thì và bột phát. Nó là kết quả của chuỗi phản kháng gần như chưa bao giờ ngừng kể từ khi Nicolas Maduro lên nắm quyền sau khi Hugo Chavez chết năm 2013. Yếu tố liên tục giữ lửa và nuôi lửa này gần như chưa bao giờ có ở Việt Nam. Các cuộc xuống đường ở Việt Nam bất luận quy mô thế nào cũng đều đi theo sự kiện và chúng nhanh chóng bị dập tắt ngay lập tức. Đó là chưa kể hình thức biểu tình, cách thức tổ chức, kêu gọi và thức xuống đường luôn tương tự. Lực lượng an ninh không khó khăn để lên kịch bản đàn áp nếu cách thức biểu tình và phương pháp vận động nhân dân không thay đổi. Việt Nam chưa có những tổ chức xã hội dân sự đủ mạnh để đánh động dư luận và kêu gọi sự đồng lòng ở số đông, theo cách mà chính những tổ chức cộng sản từng làm khi thực hiện cách mạng nhân dân lật đổ những chính quyền thối nát. Các tổ chức xã hội dân sự cũng chưa xây dựng được sự đoàn kết cần thiết để trở thành lực lượng tập hợp mạnh nhằm có thể trở thành đối trọng với đảng cầm quyền. Những cuộc trà trộn đánh phá nội bộ của an ninh chưa bao giờ bị phát hiện dẫn đến nghi kỵ, càng ngày khiến sự đoàn kết trở nên khó khăn. Sẽ rất khó hình thành nên phong trào một cách bền bỉ nếu việc xây dựng tổ chức vẫn tiếp tục loay hoay. Theo Reuters, 26 tháng 7 năm 2018 cho biết gần 3 phần tư tờ báo ở Venezuela đã đóng cửa trong 5 năm. Venezuela xếp thứ 143 trên 180 quốc gia về tự do báo chí theo xếp hạng của phóng viên không biên giới. Forbes 28 tháng 12 năm 2017 cho biết thêm, chỉ trong 2 tháng kể từ tháng 4 năm 2017, chính quyền Maduro đã bắt và nhốt tù 66 nhà báo, biên tập viên liên quan đến các bài tường thuật biểu tình chống chính phủ và ít nhất có 49 đài phát thanh bị ngừng hoạt động trong năm 2017. Điều đó cho thấy tự do báo chí dưới thời Maduro là không tồn tại. Tuy nhiên, nó cùng lúc cho thấy sự phản kháng trước tình trạng bóp nghẹt tự do báo chí ở Venezuela là rất mạnh. Ở Việt Nam, hạng 175 về tự do báo chí, không có phóng viên nào có thái độ chính trị để khiến mình vào tù như đồng nghiệp Venezuela. Việt Nam có vài tổng biên tập xé rào, nhưng không có tổng biên tập nào dám xé toạc những quy định báo chí để thẳng thắn chỉ trích đường lối và chủ trương của Đảng. Phong trào dân chủ sẽ rất khó trở thành phong trào thật sự nếu hệ thống báo chí chính thống còn lấp ló sau những hàng rào sợ hãi, nếu những nhà báo đang ăn lương không đủ can đảm từ chức tập thể hoặc tuyên bố tự đóng cửa tòa soạn. Chính trường Việt Nam hoàn toàn không có chính trị gia chuyên nghiệp. Hệ thống người của Đảng kiểm soát mọi thứ, kể cả diễn đàn quốc hội, nơi có những đại biểu vừa ngồi ghế hành pháp, vừa chiếm ghế lập pháp, vừa ôm ghế tư pháp, chưa kể ghế chủ doanh nghiệp. Không có chính trị chuyên nghiệp nên ý kiến đại biểu chỉ thể hiện ý chí của một tổ chức đảng hơn là ý nguyện của người dân. Không có chính trị gia chuyên nghiệp nên khả năng xây dựng lực lượng chính trị đối lập dẫn đến phản kháng và đảo chính là zero. Điều này chỉ có thể khác đi hoặc chấm dứt khi người dân không bao giờ ngừng yêu cầu quyền bầu cử tự do và quyền thiết lập một nền chính trị đa nguyên. Phong trào dân chủ Việt Nam gần như không có nhà hoạt động chính trị chuyên nghiệp. Những tiếng nói đơn lẻ xuất phát từ bức xúc cá nhân dù tạo ra những con sóng phẫn nộ gay gắt vẫn dường như chưa đủ mạnh để lay chuyển tận gốc rễ nhận thức xã hội. Việt Nam cần nhiều hơn những người có thể mang lại cảm hứng như Trần Huỳnh Duy Thức. Những người không chỉ có thể phác họa con đường mới cho Việt Nam mà còn
có thể lay tỉnh được cơn ngủ vùi của tầng lớp lao động lẫn sinh viên. Những người không chỉ có thể giúp xóa được tâm lý sợ hãi của người dân mà còn lay chuyển được cả những ông nghị vốn quen gật hoặc viên chức chính quyền lẫn quân đội. Thời điểm hiện tại, chính quyền vẫn rất mạnh xét về khả năng trì bảo vệ chế độ. Họ có một quân đội trung thành, một bộ máy an ninh khổng lồ, một mô hình chính trị cùng một hệ xuyên suốt từ trung ương xuống đến địa phương. Tuy nhiên, chế độ chưa bao giờ hỗn loạn và suy yếu từ bên trong nghiêm trọng như lúc này. Chỉ là hoang tưởng nếu tin rằng chế độ vững như bàn thạch, trong khi họ không bao giờ ngừng gây oán thán bằng các chính sách bất cận nhân tình. Ngòi nổ liên tục được chính quyền tạo ra, rơm được chất đống, chỉ thiếu mồi lửa. Dù chưa có cuộc biểu tình nào đủ sức lật đổ chế độ, nhưng ngày càng có nhiều những vụ đơn lẻ mang màu sắc thậm chí tiêu cực hơn, chẳng hạn như các vụ đánh trả, giết chết công an hoặc các vụ đặt bom ám sát viên chức chính quyền. Tâm lý thù ghét, mất niềm tin, thậm chí khinh bỉ đối với chính quyền đang lan rộng vô phương chặn đứng. Những người thuộc nằm lòng lý thuyết cộng sản đều biết rằng mâu thuẫn xã hội là một trong những nguy cơ rất lớn đe dọa chế độ cầm quyền. Điều này đang diễn ra mọi lúc, mỗi gay gắt hơn. Những tay cộng sản trung kiên cũng biết rằng mâu thuẫn nội bộ là một đại kỵ có thể dẫn đến sụp đổ chế độ. Điều này cũng đang bùng nổ. Một cách tổng quát, Việt Nam đang hội đủ điều kiện ở giai đoạn tiên khởi, dẫn đến sự vỡ bờ của một cuộc cách mạng. Từ việc bầu cử phi dân chủ, sự thiếu vắng nền tư pháp độc lập, sự bưng bít thông tin và bịt miệng báo chí, sự trấn áp tàn bạo của người dân, sự hình thành và bao che tầng lớp đặc quyền đặc lợi, sự tham nhũng hủ hóa cực kỳ nghiêm trọng, đến tình trạng vi phạm thô bạo nhân quyền, tư hữu đất đai. Ở thời điểm này, không ai có thể nghĩ đến khả năng xảy ra chính biến ở Việt Nam. Cũng gần như không ai hình dung có một cuộc cách mạng long trời lở đất, lột xác diện mạo chính trị quốc gia. Hiện tại là những khó khăn cần nhiều nỗ lực để vượt qua cho một tương lai dân chủ. Hiện tại cũng đầy khó khăn và thách thức cho tương lai của chính chế độ. Nhà cầm quyền đang lâm vào tình thế bế tắc trong việc tìm chỗ đứng thuyết phục và xây dựng niềm tin của người dân, vì họ cùng lúc tước đoạt chỗ đứng của người dân và những quyền căn bản của họ. Chẳng ai tin chế độ có thể nhượng bộ thay đổi. Trong khi đó, người dân ngày càng thay đổi cái nhìn về chính quyền. Đó là điều căn bản để tạo ra bào thai cho một cuộc cách mạng, ít nhất là cách mạng nhận thức. Từ cách mạng nhận thức đến cách mạng hành động cần có một thời gian ấp ủ. Vấn đề là sự khát khao thay đổi luôn cần được ấp ủ, luôn cần được nuôi nấng và duy trì, luôn cần được gieo hy vọng, kể cả khi đối mặt với thực tế hiện tại dường như bế tắc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình kế tiếp của chúng tôi.